Chào mừng các bác trở lại với kênh video của Đồng Hồ Vang Vọng. Trên màn hình của các bác đây, hôm nay Đồng Hồ Vang Vọng sẽ giới thiệu đến các bác một em đồng hồ. Và đây là một chiếc đồng hồ rất là nổi tiếng đến từ Pháp, thuộc thương hiệu Jura. Các bác có thể nhìn thấy ngay, ở mặt vuông rất là đẹp, viên vàng, số nổi vàng, kim vàng và quả lắc vàng. Và tất nhiên thì là cái vỏ thùng này nó cùng cái tông màu vàng nhưng nó rất là sáng để nó làm nổi bật lên toàn bộ mọi thứ. Và bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết để các bác có thể xem. Ở đây thì ta có một cái mặt số nổi vàng này. Đó, dưới đây là quả lắc vàng. Đây là hai bên. Thiết kế bo tròn rất là đẹp, bo tròn. Vì thế khi nào nhìn ở mọi góc cạnh đều rất là đẹp. Và đây là một cái lớp gỗ rất là bóng. Bây giờ em sẽ tiến hành mở bên trong. Chiếc này sử dụng cái cánh cửa nam châm hút như thế này. Ở đây ta còn nguyên cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Vang Vọng luôn luôn bán giao lưu hàng hóa kèm với cả bảo hành để các bác có thể yên tâm bảo hành. Tặng các bác một cái lọ dầu cây lên cót zin, quả lắc rất là bóng. Các bác có thể thấy luôn cái thanh chống máy nó còn nguyên ở đây. Củ gông này là một trong những cái củ gông rất là giống với cái củ gông 101 của Odo, cho nên là nó cho một cái chất âm rất là hay. Mà bây giờ em sẽ thử để các bác nghe luôn. Và đây cũng là một trong những cái chiếc Jura chơi hai bản nhạc. Bây giờ em sẽ chuyển sang cái bản nhạc khác để các bác có thể nghe được ạ. Vừa rồi là đồng hồ chơi đã chơi hai bản nhạc. Ở góc quay này các bác có thể nhìn cái mặt số nó rất là đẹp, mặt vàng vuông đẹp. Cái thùng này cực kỳ là dày các bác nhé, các bác nhìn này. Đó. Và cái phần cong của cái cánh gỗ này này, nó là nguyên một cái tấm gỗ và người ta uốn cong bằng các cái đường kẻ như thế này, rất khó để gia công. Vì thế chiếc đồng hồ này rất là giá trị và đẹp. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.